Buổi lễ tốt nghiệp của 20 sinh viên Đại học IPU Nhật Bản thật đặc biệt bởi trong đó có 10 gương mặt sinh viên Atlantic đầu tiên theo học chương trình học bổng Soshi kỳ tháng 10 năm 2013. Buổi lễ diễn ra tại Hội trường Đại học IPU dưới sự chứng kiến của đại diện hai tập đoàn, ông Ohashi, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Soshi Nhật Bản và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic cùng tất cả các thầy cô và sinh viên năm 2 trường Đại học IPU. Tiếp nối không khí trang trọng và nghiêm trang của nghi thức chào cờ mang đậm văn hóa Nhật Bản là hình ảnh video những ngày đầu các em chập chững nhập học, là những gương mặt chăm chú lắng nghe những lời dặn dò của chủ tịch, hiệu trưởng. Có thể nói các em là những sinh viên có hồ sơ đẹp nhất được IPU lựa chọn cấp học bổng 50%. Trải qua hơn 4 năm học tập, trải qua biết bao chông gai của tuổi trẻ, trải qua bao nhiêu nỗi sợ hãi về ngôn ngữ, về văn hóa, về tài chính và về rất nhiều thứ khác. Ngày hôm nay các em đã trở thành những chiến binh dũng mãnh, vượt qua hết mọi khó khăn để leo lên đỉnh vinh quang. Khoác lên mình tấm áo cờ nhân, lần lượt từng em một được xướng tên đứng lên giữa hội trường, dang rộng đôi tay nhận tấm bằng cao quý. Thực sự lúc này các em đã trưởng thành. Những cái cúi đầu không ngớt của các em, dù im lặng nhưng đủ để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả thầy cô và bạn bè trường Đại học IPU. Hãy luôn giữ nụ cười ấy trên môi, hãy trưởng thành để vững bước trên con đường phía trước. Xúc động và tự hào chính là những tính từ diễn tả tâm trạng của ban lãnh đạo hai tập đoàn và tất cả thầy cô khi tận mắt nhìn thấy các em ngày một trưởng thành. Các em đã trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng bố mẹ, gia đình các em mà còn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè. Cuộc sống còn dài phía trước, khó khăn, vất vả, không bao giờ dừng. Chúc cho các chiến binh dũng mãnh, kỷ luật, lễ nghĩa và chăm chỉ sẽ không bao giờ sợ hãi, không ngừng học tập và gặt hái được nhiều thành công trên con đường phía trước. Là những lời chia sẻ mà Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic muốn gửi đến các em. 4 năm đại học không quá dài, nhưng đủ để cậu sinh viên tài năng Trần Trọng Hình có những cảm nhận sâu sắc về ngôi trường IPU theo học. Đây cũng là hành trang giúp cậu bạn có thêm nhiều bạn bè, nhiều kiến thức và nhiều kỹ năng mềm cho những kế hoạch và dự định tương lai. Mỗi một nỗ lực nhỏ, mỗi một bước dừng chân của các em trên đất Nhật chính là niềm hy vọng cho thế hệ tương lai. Atlantic tự hào vì các em.